Xin chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin chiều ngày hôm nay ngày 31 tháng 8. Thì Covid-19 ở Bến Tre giảm sau 3 đợt giãn cách. Thì sau 3 đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 triển khai tầm soát diện rộng, số ca F0 cộng đồng theo tuần tại Bến Tre có xu hướng giảm so với tuần liền kề trước và giảm 27,5% so với tuần cao nhất đợt dịch. Thì theo ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết là tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện chu kỳ 3 xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng, giữ vững và khôi phục vùng xanh, xóa vùng đỏ, vùng cam và vùng vàng. Thì sau ngày 2 tháng 9, tỉnh sẽ xem xét hạ cấp độ tại các huyện, thành phố, xã không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng, tiếp tục kiểm soát và kéo giảm F0 trên địa bàn, ông Tam nói. Thì tỉnh sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 16 từ nay đến ngày 10 tháng 9, cũng theo ông Tam nói. Và thông tin tiếp theo là tại Hưng Phong, làm việc với 4 người tụ tập ăn nhậu trong mùa dịch. Thì ngày 30 tháng 8, công an xã Hưng Phong đã mời làm việc 4 đối tượng có hành vi là không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tụ tập ăn nhậu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thì trước đó, lúc 18 giờ ngày 29 tháng 8, mặc dù địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 là cấm tụ tập đông người, nhưng 4 người vẫn tổ chức ăn nhậu tại nhà ông DVM ở ấp Hưng Phú, xã Hưng Phong, huyện Dòng Trơm. Nhậu được một lúc thì DHT sử dụng điện thoại quay phát livestream trực tiếp trên mạng xã hội Facebook cảnh ăn nhậu. Thì qua làm việc, 4 người đều thừa nhận hành vi sai phạm. Vụ việc đang được công an xã Hưng Phong củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Thì cũng là ăn nhậu thì tại Châu Thành, nhóm thanh niên bị phạt 20 triệu đồng một người. Thì chiều ngày 30 tháng 8, công an xã Sơn Hòa đã trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cho 4 đối tượng tụ tập sử dụng rượu bia trong thời gian giãn cách xã hội với tổng số tiền là 80 triệu đồng. Thì trước đó ngày 16 tháng 8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an xã Sơn Hòa đã bắt quả tang và lập biên bản 4 đối tượng gồm THV sinh năm 82, anh A sinh năm 89, VH sinh năm 86 và HB sinh năm 71 cùng ngụ ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa, Châu Thành, Bến Tre với hành vi là không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người. Cũng trong trưa ngày hôm nay, Bến Tre ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Ba Tri, tại dòng gạch xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Thì 2 ca này trong cộng đồng đến bệnh viện Ba Tri khám, được test nhanh kiểm tra cho kết quả dương tính và đang điều tra dịch tễ. Trong chiều hôm nay, Bến Tre ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1 ca ngoài cộng đồng. Thì 4 ca mắc mới bao gồm ở Bình Đại là 1 ca, là ở ấp chợ xã Thới Lai, đi sinh ở bệnh viện Từ Vũ về, đang cách ly y tế tại nhà, lấy mẫu ngày thứ 7 dương tính. Thì mỗi ca nam là 1 ca ở khu phố 4 thị trấn do tiếp xúc với F0. Thành phố Bến Tre là 1 ca ở ấp 1 xã Sơn Đông cũng do tiếp xúc với F0. Thì ngoài tỉnh là 1 ca ở Mỹ Đức Tây, Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, là tài xế xe tải, địa chỉ ở Tiền Giang, đi nhiều nơi, ngày 30 tháng 8 test nhanh dương tính tại chốt cầu Rạch Miễu, chưa vào Bến Tre. Thì tính đến chiều ngày hôm nay, 31 tháng 8, Bến Tre có 1.757 ca mắc Covid-19, vẫn là 42 ca tử vong. Trong ngày ghi nhận thêm 31 ca đã ra viện và đến nay Bến Tre đã có 1.245 ca đã ra viện. Tính từ chiều ngày hôm qua, 30 tháng 8 đến chiều ngày hôm nay, 31 tháng 8, Bến Tre có 17 ca mắc Covid-19 mới. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, nhớ cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.